Đấu trường danh vọng mùa xuân 2022 chính là bước khởi đầu quan trọng cho hàng loạt những thay đổi về quy mô các giải đấu của Lego Mobile. Đứng trước sự kiện thay đổi mang tính lịch sử này, các đội tuyển đều có những bước chuẩn bị quan trọng. Trước khi bước vào mùa giải quan trọng như mùa giải mùa xuân năm 2022, như các bạn đã biết thì Team Grab bọn mình đã có một cuộc khai máu rất là lớn. Với việc có được chữ ký của rất nhiều những tuyển thủ trẻ và tài năng, đây cũng chính là luồng gió mới mà ADC đã từng nhắc tới trong một lần phỏng vấn tại giải AIC. Về gaming chọn cách giữ nguyên bộ khung hiện tại và đội hình của bọn mình đang trên đà vận hành tốt. Đây là đội hình mà Vegaming đã dày công build lên từ 2 năm trước, thành quả đã thấy rõ ở nửa cuối năm 2021. Với những thành tích mà bọn mình đạt được ở các giải trong nước và quốc tế, Vegaming đã trở thành một đội tuyển mà bất kỳ ai khi đối đầu cũng phải cẩn thận. Kể từ ngày Vegaming trỗi dậy, họ phá vỡ đi thế song mã tồn tại bao nhiêu năm giữa Team Flash và Sài Gòn Phantom. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thời thế đã khác. Vegaming đã trở thành một ông lớn, còn Team Flash đang chậm chững thực hiện những thay đổi đầu tiên cho đội hình, bắt đầu bằng nhiều cái tên tiềm năng vừa mới gia nhập màu áo của họ. Những cái tên mà Team Flash lựa chọn như Kay, Medusa hay Kuga thì đây hầu như cả ba bạn đều là những tuyển thủ rất là tiềm năng và có triển vọng. Cái mà họ thiếu chính là bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm cũng như là chiến thuật, thì đây là những thứ mà Team Flash đã có sẵn để giúp cho họ có thể phát triển bản thân để có thể đào tạo các bạn ấy một cách tốt hơn. Về kỹ năng thì mình nghĩ trình độ các tuyển thủ ở đấu trường danh vọng không quá chênh lệch. Kinh nghiệm thi đấu là thứ mình cần ở các đàn anh Team Flash truyền đạt. Còn về chiến thuật, đã có huấn luyện viên Ren nào lo? Trong số những người mà Team Flash tuyển về, mình chưa thấy ai đã khẳng định được bản thân tại mùa giải trước cả. Có chăng thì chỉ là những giây phút lóe sáng bất chợt rồi tắt luôn tới cuối mùa. Chưa kể, có những người như Da Im mùa trước đánh không tệ, nhưng Team Flash vẫn tuyển Medusa về. Mình nghĩ là Da Im tầm này bắt đầu bị đau mỏi vai gáy rồi. Mình đồng ý rằng trong bước đầu của quá trình đổi mới thì sẽ luôn gặp phải những khó khăn. Mình nghĩ đây không phải là một lựa chọn mạo hiểm, bởi vì bọn mình đã rất kỹ lưỡng trong khâu tuyển người. Về Kuga thì Kuga đã từng đạt thách đấu Thái Lan và có kỹ năng rất là cao, như là hiểu game và đã từng thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo của Cerberus một khoảng thời gian ngắn. Medusa và Kay cũng vậy, hai bạn này là hai bạn trẻ và có tiềm năng phát triển rất là tốt, cũng như là đã được làm quen với môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Tương lai và bộ mặt mới của Team Flash sau này như thế nào sẽ hoàn toàn dựa vào màn thể hiện của lớp tuyển thủ trẻ này. Đánh với Team Flash bây giờ không khác gì đánh với Cerberus đội B cả. Cái này thì Vegaming nhập được. Vegaming đang bay cao và thứ mình cần giải cho họ biết, trèo cao sẽ ngã đau. Team Flash đối đầu Vegaming, trận đấu kinh điển đầu tiên của đấu trường danh vọng mùa xuân 2022. Những cánh chim phương Nam sẽ là ngọn lửa thử sức cho dàn tân binh của tia chớp cam. Liệu rằng Team Flash sẽ trở lại mạnh mẽ với bộ mặt mới, hay Vegaming sẽ lại chứng minh đẳng cấp của mình như cách họ đã từng khuấy đảo khắp các giải đấu trước đó? Đón xem tâm điểm Team Flash gặp Vegaming vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 2.